Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Ủa rồi, thì tập trước thì chúng ta đã bị rơi một cái máy quay xuống. Và công việc của chúng ta bây giờ là phải đi tìm lại nó thì mới có thể sống sót ra ngoài. Ủa, mới có thể sống sót ra ngoài chỗ này được. Đùa đấy, đùa đấy. Giật cả mình. Các bạn có thể thấy mà mình vừa đi cắt tóc về. Đầu có vẻ chuối phết. Dán thế. Bố đồng điên, bố đồng điên. Cút. Cút. Cút rồi. Chó này được lắm. Ui. Ơi, quính, quính kìa, quính kìa. Ơ, biến mất rồi. Ui, giật cả mình mẹ. Vừa mới chảy gió. Đường đâu, đường đâu. Đã kia rồi. Ui, ui, ui. Đây ngon lắm. Ui à! Đuổi đi. Yo yo yo. Lên 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 nhanh. Yes baby. Lên đây thì đuổi chờ nha. Vâng. Và chúng ta đã lấy được cái camera rồi. Công việc tiếp theo là đi lên đó và ui. Đùa. Công việc tiếp theo là phải lên cái chỗ cũ để nhảy tiếp. Đấy, nhảy sang bên kia cả. Đâu, đây đâu. Má rồi. Ui, có mình. À đây. Tập trước thì mình đã nhảy hụt liên tội. Hiểu. Bạn chỗ này nó lắc lắc. Tập trước có mấy quả nhảy chôn lắm. À, hiểu rồi, bây giờ mình nhảy vào chỗ này này là rơi xuống ngay. Tại vì chỗ này xa quá, nên bây giờ phải nhảy ra bên đây. Này nó bắt ngay tình hình mà chơi chứ. Ấu nhè. Phát. Tôi bảo là lịch sử tái diễn ở tập trước nhá. Giật 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 khó chịu ấy. Lên đây nào. À hay. Siêu luôn. Lên. Giật cả mình. Úi giời ơi. Tí nữa thì ăn chôn. Pin. Mình nhớ là đấy có pin mà. One way out, only one way. Vâng, chỉ có một lối thôi. How do you know you're not a patient?
lắc lắc lắc. Ui, 9 trên 10 cục cả. Ui, mình cứ mãi nhặt pin thôi, mình cũng chả để ý là mình có bao nhiêu pin đấy. Ôi giời ơi. Thôi xong phim. Ôi kìa. Nhỏ rồi, nhỏ rồi. Lại gặp thằng béo này mẹ. Chính vỏ dưa là gặp cái sọ dừa. Ui. Ui giời ơi. Nhỏ rồi. Ơ. Nhóc. Ui. 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 Lên 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 lên. Lên. Ui giời ơi. Rồi đi con chó. Làm bố mình thoát tim. Dựng cái tóc gáy lên. Ui. Trông cái mặt kìa. Khiếp. Vẹo vẹo. Đây chỗ nào. Ô. Ô lúc trước mình bị thằng béo nó vất từ đâu rồi. Từ bên kia sang kìa. Hey Pete. The key to the house of God is in the theater. Behind the light. In the theater. Behind the light. What the fuck? See the movie, so that's where I left the card. Okay? Bây giờ là phải tìm cái chìa khóa để đi lên đây. I need your help. Where are you? Yes, coming. Thằng này như ấp nhỉ. Đen xìu hình. Ui, nhà phi lô đâu ấy. Cả cái nhạc piano đó thì chịu rồi. Không thể tưởng tượng được. Hey. Yeah. Acid được. Oh, fuck. Cứ cửa nào có chữ acid là đi rằng không mở được. Ui. Trông cái mặt kìa. Tỏm thế không biết được. Chỗ này không vào được gì đâu. Đùa. Ủa đây. Giật cơ mình. Mẹ. Game này không biết. Recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. Subject Dr. Rudolph Wernicke, 14866. Cơ mình. Úi giời ơi. Đùa đấy. You have to find.
đây. Ôi, nó nắm cầm cái nốt này. Ôi, bật cái nốt này cũng nát kìa. Oh fuck. Bắt đầu hỏi. Cửa nó không đóng. Ôi, chìa khóa kìa. Ôi! Mẹ. Uống điên. Thế nào? Giờ đi đâu? Ui giời ơi. Sao đây? Gian nan vãi. Oh fuck. Ui, sáng trưng này. Cho ai nhảy khổ quá nhỉ. Chết người. Chết người nào. Mình thấy người nào trong đấy chết cũng đều trong chết tư thế vẹo cổ. Chết nhỏ mãi. Yes. Yes. Sao? Ôi, sao cửa lại bây giờ lại mở này? Chắc là nào bây giờ nó chôn mình rồi. Ôi trời đâu? Mình cảm giác bắt đầu bất cứ bất an rồi ấy. Đi chẳng đi đâu nhỉ. Cứ lăng canh quẩn quẩn lên đi. Không mở đâu á. Ui ui ui, thằng béo, thằng béo, thằng béo. Nghe cái tiếng ầm ầm này chắc chỉ có thằng béo thôi, còn thằng nào nữa. Rồi lên vị trí cao quan sát. Ui ui ui. À đâu thằng béo đâu, đây là cặp đôi lông nhông mà, thằng nữa đâu rồi. Oh, nice. Oh, nice, very nice. Úi giời ơi, thần chuồng. Úi, nhá, cứ lấy quanh đây thì kiểu gì đâu. Ui giời ơi.
hình như là cái bọn này nó không nguy hiểm bằng thằng béo đâu. Bọn này chưa thấy tập nào mà nó đi đuổi nó giết mình cả. Ok, giờ đâu phá luôn. À đây, cái đóng cửa vào cho nó chắc ăn. Hey, ủa cái thằng này là cái thằng vừa đánh đàn mà. Sorry. Go. Không có cục pin nào để nhặt gì. Bố đang quay luẩn quẩn, cuối cùng vẫn về chỗ cũ, vẫn về từ đây lên kia. Game này bắt đầu cái trồn rồi đấy. Đây là con đường này. Sao đây ta? Ở đây. Đây thì không sang rồi. Ơ. Đây không mở được. Đùa. Chạy đang sang xong rồi. Bây giờ phải đi đâu trời? Khó vãi. Ui giời ơi, đây chứ đâu. Mẹ. Thế. Ui. Chân cơ mình. Ui chết rồi. By Job, you alone shall escape the Talva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together, we will be free. Ông lại muốn mình quay lại cái cảnh tượng này. You are no longer in any danger.
I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. What? Andy, eh? Ủa, chịu chọc luôn. Oh my god. Please open the door. Oh yeah. Hoa nắm mà ít. Chỗ này cũng đi rồi. Ôi, ở đây. Ôi chết tôi, đừng cứu tôi. Ui. Chạy nhanh đi nào. Đuổi tới bến thôi. Nào. Ui, cắt. Ôi chết. Lên đây. Ngon. Cho mày vào chưa? Yep. Đây. Cái cổng bên bên kia. Đâu nha. Mở ra nào. Ui. What the fuck? Oh. Stop it. Oh. Ui. Ui. Vâng, ở đâu đây? Ui, đập phải. Thôi thì mình sẽ dừng tập này ở đây nhá. Để tập sau mình sẽ làm tiếp những cái cảnh đẹp quá. Như là... đá gì ấy, cọc thạch à? Ui, nhìn đẹp phết. Sáng sủa này mà. Thôi, mình xin tạm dừng ở đây.